Vâng, thưa quý vị, chỉ còn có vài tiếng nữa thôi là chúng ta sẽ chào tạm biệt năm cũ 2023 và chào đón năm mới 2024. Xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đón xem không khí chuẩn bị cho đêm giao thừa ở một số quốc gia trên thế giới. Quả cầu quảng trường thời đại, biểu tượng của đêm giao thừa thành phố New York đã được thử nghiệm lần cuối trước màn đếm ngược nổi tiếng chào đón năm 2024. Quả cầu năm nay được bao phủ bởi các miếng pha lê hình tam giác có đường kính hơn 3,6 mét và nặng gần 5,5 tấn. Điểm nổi bật trong đêm giao thừa lần này còn có sự kiện gần 1,4 tấn pháo giấy sẽ được bắn lên không trung cùng lời chúc mừng của các du khách gửi gắm bằng hàng chục ngôn ngữ khác nhau. Lễ thả quả cầu và đếm ngược tới giao thừa ở quảng trường thời đại lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1907. Đây là một trong những sự kiện chào đón năm mới lớn nhất trên thế giới. Dự kiến sự kiện năm nay cũng thu hút 1 triệu người tham gia. Trong khi không khí chuẩn bị chào đón năm mới, người dân thủ đô London, nước Anh sẽ được chứng kiến một màn bắn pháo hoa hoành tráng và lớn nhất từ trước đến nay vào đúng thời khắc giao thừa. Ban tổ chức cho biết hiện công tác chuẩn bị cho màn bắn pháo hoa có 102 này đang được hoàn tất. Gần 12.000 quả pháo hoa đã được chuyển xuống 3 xà lan ở phía đông thủ đô London để sẵn sàng cho buổi trình diễn trước công chúng. Công tác chuẩn bị cho sự kiện này đã được triển khai từ tháng 8 năm nay và được biên đạo cẩn thận từng chi tiết. Theo đó, màn bắn pháo hoa năm nay sẽ kéo dài trong thời gian 12 phút, kết hợp với âm nhạc, mang lại sự đa dạng và bản sắc của thủ đô London tới người xem.